Trong những năm 80, cùng với sự mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh, dân cư bắt đầu tụ tập về khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xây dựng nơi cư trú. Dòng kênh bắt đầu bị xâm lấn và ô nhiễm bởi rác, nước thải sinh hoạt. Từ năm 1993 trở đi, thành phố bắt đầu giải tỏa hàng ngàn hộ dân sống ven kênh và xây dựng hai con đường nhỏ mang tên Trường Sa - Hoàng Sa. Đến năm 2003, thành phố triển khai dự án vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, áp dụng biện pháp xây dựng hệ thống cống bao, đường kính 2,5 m đến 3 m dọc bờ kênh và các giếng tách dòng. Trong mùa khô, tất cả nước thải sẽ được dẫn thẳng về trạm bơm, rồi từ đây bơm về các nhà máy xử lý nước thải. Trong mùa mưa, do nước mưa và nước thải lẫn lộn, nên tại các giếng tách dòng có một bộ phận cơ học giúp phân loại nước mưa và nước thải. Tại nhà máy xử lý, nước thải sẽ được lắng lọc cho ra loại nước đạt quy chuẩn A, rồi đổ ra sông Đồng Nai. Khi mà đã đạt loại A rồi á, thì cái nguồn nước thải mà sau khi được xử lý từ nhà máy này được quyền đổ vào cái nguồn thủy vực tiếp nhận, mà cái nguồn nước tiếp nhận đó có thể là cái nguồn nước để lấy nước cấp cho sinh hoạt. Có nghĩa là như vậy là chúng ta sau khi chúng ta xử lý xong thì đổ ra, thì cái nước này đưa vào có thể dùng nước đó để làm cái vấn đề mà nước cấp sinh hoạt mà phải xử lý ở cái nhà máy mà nước sinh hoạt. Bằng công nghệ này, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ không phải nhận trực tiếp nước thải nữa. Song song đó, bùn thải ứ động nhiều năm dưới kênh cũng sẽ được nạo vét đem đi nơi khác xử lý. Theo các nhà quản lý, với cách làm này thì chỉ vài năm nữa, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ trở lại xanh mát như xưa. Trước kia thì con kênh này rất là dơ và hôi hám, nhưng mấy năm và năm gần đây nhà nước đã cải tạo lại, con kênh rất là sạch và cái cảnh quan nó vẻ là nó đẹp lên, làm cuộc sống của tôi cũng thấy tươi trẻ. Thì người dân ở đây rất là phấn khởi, vui lên vì cái cảnh quan này nó như vậy thì cái sức khỏe của mình nó sẽ được cải tạo tốt hơn. Dù hiện nay công đoạn lọc nước kênh vẫn đang được tiến hành, nhưng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã không còn mang tên dòng kênh đen nhất Sài Gòn. Cảnh quan hai bên đường Hoàng Sa - Trường Sa cũng được cải tạo. Những hàng cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ đã được chăm sóc cẩn thận để mang đến cho không gian một sự thoáng mát và dễ chịu, tô điểm thêm cho dòng kênh, khoác lên mình một diện mạo ngày một tươi mới hơn cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại.